các bạn. Thì ở đây là theo tham quan gần đây để mình quay cho các bạn xem ha. Thank you.
xanh, đầu con nó đỏ, đầu con nó xanh luôn, rất là lớn luôn nha. Ông mà ừ vậy đó, đúng đi. Rồi thua rồi. Đây là cái thứ ba nhưng mà tích cây tre chăm đốt nha các bạn, thì hai ba ông ba hộ tham lam nên đã bị dính vào cây tre rồi đây. Các bạn đây là mình vô cuối cùng của chùm đây. Đây thì đi thì cho đến khi nào gặp được mèo cam thì mình phải về nha. Thì đây là mèo ngâm ở đây, thì đa số một số bạn thì chỉ đi được phần nửa thôi, không vô tới đây được. Rất là lớn luôn nha. Thì ở đây có rất là nhiều tượng đang phong cảnh. Bây giờ là cũng vào buổi trưa nên chất lượng hình ảnh nó hơi bị kém nha, các bạn xem cũng thông cảm giúp mình ha. Các bạn xem video này nha, các bạn thích thì hãy cho mình một like, đăng ký và chia sẻ để mình sẽ quay thêm nhiều cái cảnh chùa đi du lịch này kia ở nhiều nơi á, các bạn xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Đó là Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông và Quang Trung Nguyễn Huệ nha các bạn. Các bạn nhớ đến là cái chuyện cổ của mình là chuyện gì không các bạn? Đây là một xanh
chấm đầu chấm tinh nha.